Cả nhà có khỏe không? Cả nhà biết bữa nay mình ăn cái gì không? Mình đi chợ á, mình thấy cái trái này nó lạ quá. Lần đầu tiên mình mua luôn đó cả nhà. Cả nhà biết trái gì không? Trái thụ lựu á, giống bên Việt Nam mình à, mà mình đi ra sau vườn á, mình có mấy cây mà thụ lựu mình hái ăn ngọt á các bạn. Mà không biết cái này ăn có ngọt không? Mình mua lại 7 trái. Mình không biết ăn có được không, mình mua ăn thử. Mà mình thấy mấy chị á, đó chị nói như chị có ăn rồi nên mình không biết ăn sao. Hồi nãy mình đi rửa mình phải tét nó ra gì nè cho nó sạch phía trong. Ở nhà thấy nó bự quá ha. Hồi nãy là nó gì nè, nó kín gì nè. Mình mua có trái bự trái nhỏ. Nhà thấy ngon ha. Cái trái này bự quá trời luôn nè. Nhà thấy trái thù lù lạ giống như cái cà vậy đó. Mình chưa ăn bao giờ luôn á. Bữa nay ăn thử cho cả nhà xem nha, không biết nó ăn ra sao. Bây giờ mình nghĩ mình đem muối ớt ra mình ăn thử đó. Mình ăn cái gì cũng có một miếng muối ớt, muối tiêu. Để như gì dễ thấy hơn. Đây là muối. Bây giờ không biết ăn cái nào trước nữa. Dạ, ăn trái bự trước đi. Mình có đem cái dao ra nè các bạn, mình ăn thử nó ra sao á. Cái nhà thấy nè, giống như cái cà vậy đó. Chẻ nhỏ nhỏ ăn thử đi. Tại mình thấy chị á, gần nhà đâu đó chị nói chị ăn được nên mình ăn thử, bắt chước người ta ăn thử nè cả nhà thấy không? Cái ruột nó lạ quá ha. Mình té ra giống như cái bông cho cả nhà xem nha. Để ăn thử một miếng. Nghĩ người ta bán mình ăn được chắc không sao. Cả nhà ăn với mình thử nha. Lần đầu tiên mình ăn luôn đó. Bây giờ ăn không có chấm muối ăn thử. Lạ quá, nó chua chua mà không biết tả là sao ta. Nó chua chua mà nó có cái hột sớ sớ này nè, nó giống như là cái gì ta. Giống như trái mặn bên Việt Nam mình mà nó chưa có chín đó các bạn. Mặn gì mặn xanh đó, ăn giống vậy đó. Bây giờ mình thấy nó chua chua thì mình chấm muối ớt đi. Cả nhà ăn với mình nha. Mình thấy có muối á các bạn ăn ngon hơn đó. Mà mình nghĩ cái gì chua chua á là tốt cho sức khỏe á, ăn được. Cái này là mình thấy người ta ăn đó, các bạn mình bắt chước ăn thôi đó chứ mình chưa biết ăn cái này bao giờ. Cái nhà ngon quá.
cái hộp của nó á, thì giống như cà cà pháo của mình á, để làm dưa. Còn cái giòn với cái chua chua á, thì giống giống như là trái mặn, mà mặn xanh của mình á, bên Việt Nam á, mà nó chưa có chín á, nó hơi chua chua chát chát tí mà ăn cũng được. Ăn được cả nhà ơi, không có sao. Ai mà thèm mấy trái cóc mà bên Việt Nam đó, mà bên này không có á, các bạn mua cái này ăn được nè. Các bạn bên Mỹ á, mua cái này ăn được nè. Nó chua chua cũng như như giống trái cóc non của mình vậy đó. Cũng được. Nhà thấy ngon ha. Hồi đó các bạn bên Việt Nam á, trái thụ lù á, nhỏ xíu bằng ngón tay này, mình đi ra sau vườn á, mình thấy nó màu vàng phải không, là nó chín á, màu vàng giống như gì nè, cái vỏ á giống như là chín đó. Mấy chị em mình á, 7-8 người vậy đó, xúm lại hái cây thụ lù ăn. Thí dụ mới đầu thì còn hái trái vàng này ăn phải không, trái chín ăn, cái sau này đó hết rồi ăn cái trái chua chua giống gì nè. Mình gặp gặp cái trái này là mình vui lắm đó, nó để mua ăn thử. Bây giờ mình tét nó ra cho nó đẹp. Ở nhà thấy ngon không? Lạ, làm gì nó khó cái gì nè, dễ thương. Cái vỏ nó khô luôn đó các bạn, là nó già đó, người ta hái trái nó già đó nên nó khô. Cái này các bạn nào muốn ốm ăn cái này được đó, chua. Mình thấy người ta có ăn cái chị mà sát nhà đó, chị ăn cái mình hỏi ăn được không, chị nói ăn được nên á, mình thấy chị ăn không có sao. Mà nghĩ ở ngoài chợ người ta bán được, ăn được không có sao nên người ta mới bán. Lần đầu tiên mình ăn thì thấy người ta ăn được mình ăn theo. Cái này nhỏ xíu nè cả nhà, để mình chẻ cho nhỏ cho các bạn xem nha. Chẻ làm tư. Cái nhỏ này nó hơi mềm hơn. Nhà thấy em bé nè, trái em bé. Để ăn cái nhỏ thử coi ra sao. Hồi nãy mình ăn cái trái kia nó hơi già hơn, trái này nó còn nhỏ quá. Nó thơm thơm đó các bạn. Thơm giống như cái mùi trái ớt non của mình đó. Trái nhỏ nó càng chua hơn, cũng như là trái này nó chưa được già nó càng chua. Lỡ rồi ăn luôn.
Cái này nó chua hơn trái bự. Còn một miếng trái bự hồi nãy mình ăn chưa hết. Cho nó rớt. Mình nghĩ á, các bạn nào á, có đi mua á, nhớ lấy trái bự nha. Trái bự nó giòn mà nó ít chua, còn trái nhỏ thì nó chua. Chứ các bạn lựa cái trái mà nó cái vỏ nó giống như vậy nè, nó màu vàng gì nè, thì cái này nó không có chua gì mấy. Còn cái vỏ mà nó còn xanh mà nó non quá á, thì nó sẽ bị chua. Bây giờ mình ăn cái kiểu này thử nè. Cái nhà ăn với mình nha, mình cắn ăn chua mà ngon các bạn. Mình không có chuyện gì làm, mình mua mấy trái này. Tại bữa nay là chủ nhật nữa. Hồi nãy sáng 8 giờ ở chợ mở cửa, 8 giờ rưỡi mình tới. Mình mua mấy trái này với mấy trái cây kia. Mình ấy để mình ăn cho các bạn xem. Mình nghĩ các bạn nào có ăn rồi thì hiểu được cảm giác mình ăn. Còn các bạn nào chưa ăn lần đầu á, thì mua ăn thử nha. Nếu không có muối á các bạn không thể nào ăn được đó. Khổ lắm đó các bạn. Biết lý do sao mà mình ăn đồ chua không? Tại vì mình muốn ốm đó, mình phải gán ăn. Muối hơi cái cay cũng ngon. Cái cùi nó giống như vậy nè các bạn. Bây giờ tóm tắt cái trái này nha, ăn được nha các bạn. Các bạn đi đi chợ có gặp mua ăn thử đi, mình ăn thử cho mình biết vậy đó. Tại thấy người ta bán mà mình không biết cái đó là gì, thấy người ta ăn thì ăn thử cho biết vậy thôi. Mình mua có 7 trái à, bây giờ còn có 3 trái. Cả nhà thấy ngon ha.
món khác. Nho mình uống nước cho nó bay cái mùi mà. Mùi cháy cái gì ta, cái thù lùn. Cả nhà có thấy không, người ta bán nho xanh đó các bạn, người ta để trong cái bịch như gì đó. Này cả nhà, cái bọc nó màu trắng đẹp ha. Ngon lắm đó các bạn. Bây giờ mình phải ăn cái này. Xanh các bạn, cái trái thù lù cũng màu xanh, cái này cũng màu xanh, hai thứ màu xanh các bạn. Mình để lên gì để cho nó có duyên. Bây giờ tới ăn cái trái này thử. Cả nhà thấy ngon không? Người ta hái á, đùm đùm như gì không? Bây giờ ngon. Nho này á các bạn, tại vì á giác sáng người ta mới chắc ra đó, mình thấy ngon quá mình mua. Cả nhà như mình nha, ăn thử rồi nó ra sao. Này ngọt. Không cột lại nó chạy. Ngọt cả nhà, mà đều mình muốn chấm miếng muối. Có muối nó ngon. Nó ngọt mà nó cũng có cái hậu nó chua chua. Cả nhà coi mình chẻ trong cái này nha. Nó không có hột. Nhà thấy ngon ha, nó không có hột. Giờ này cũng cỡ 1 giờ rồi đó các bạn. Sáng giờ mình chưa ăn gì, đi chợ về cái sáng uống ly cà phê rồi xong đi chợ rồi về quay dọn dẹp nhà cửa ăn cái này cho cả nhà xem. Bữa nay đi chợ lắm, toàn mua rau củ trái cây thôi.
cái trái này á các bạn, người ta mới hái á nên nó giòn, cái độ giòn nó còn. Sáng trong cái chợ đó người ta có bán cái gì ta, nho nho xanh rồi nho nho đỏ, mình mua loại này. Rồi có cái loại mà nho đen nữa các bạn. Nhiều lắm, nhiều loại trái cây lắm. Đôi lúc đó, mình đi chợ mình mua cái một tí mình về ăn thử. Cái bịch nho hồi nãy đó các bạn cũng rẻ lắm, mình quên nhìn cái bảng giá mà cũng rẻ lắm, không có mắc. Nho hồi nãy chừng đồng mấy, còn hồi nãy mấy trái trái này nè, trái thù lù á cũng đồng mấy. Hồi nãy mình đi chợ mua hai bình nước uống, nước nước chai suối đó thì cũng có 3 đồng mấy một bình, hai hai ấy cũng có 7 đồng mấy. Bữa nay mình đi chợ hồi nãy có 60 đồng thôi mà trái cây nhiều. Tại vì chợ gần nhà đó các bạn, đôi lúc đó mình không có mua đồ nhiều, không có hết đồ ăn thì chạy ra chợ một tí thì tới chợ thôi, nên mình không có mua chắc ở trong cái tủ nhiều, đi chợ là mua vài chục đô đó, rồi xong. Còn nhầm người á, người ta đi làm á, người ta không có thời gian á, thì cuối tuần á, người ta mới đi đi chợ, thứ sáu thứ bảy người ta mới đi chợ, còn mình rảnh á, thì mình có thời gian á, thì mình đi lại chợ hoài. Đi giết mà người ta biết mặt mình luôn. Ở nhà thấy cái trái này nhỏ xíu ha, như là em bé ha, em mình hái hai trái cho các bạn xem nha, một trái bự và một trái nhỏ, giờ thấy không, em mình ăn trái nhỏ thử rồi ra sao nha, cái này nhỏ không? Trái nhỏ các bạn nó cũng chín chứ nó không có chua, nhỏ xíu không? Ngon. Lúc đó các bạn mình đói bụng khô cổ, mình lấy cái trái cây ra mình ăn là thường xuyên mà, vậy mà còn còn bú không dám ăn cái gì thẳng kè. Tại vì muối á nó có mà tiêu á, cái nó làm cho mình cay cay á, mình muốn sặc. Bây giờ mình có cái này mình khoe cho các bạn nữa. Các bạn biết cái gì không? Đồ ăn đúng không? Trái dại đó các bạn.
Hồi nãy mình đi chợ mình mua có một bịch này hả? Không có mua nhiều, không biết có ngọt không nữa. Để coi thử đây. Để cái luôn đi. Người ta bán các bạn, ta để trong cái lưới này đẹp ha, cho nó đừng có hầm cái trái này nữa các bạn, nó thoát cái hơi ra làm cho cái trái nó không có bị héo. Biết ăn trái nào? Cái trái này chín rồi các bạn. Để mình cho các bạn xem nha. Cái trái này á, thì nó chưa có chín rồi, nó chín thì nó qua cái màu này nè các bạn. Màu này kêu màu gì ta? Màu đỏ phải không? Không biết phải không. Để mình ăn trái chín thử. Có cái dao, đem lột bằng cái dao cho nó dễ hết. Cái nhà thấy ngon ha, cái này nó cũng như là nó chín quá hay lắm. Ăn với mình nha cả nhà. Ngon đó cả nhà, ngọt. Để mình ăn thử cái trái sống nè, cái này nó chưa có chín. Các bạn có nghe cái gì ồ ồ không? Tại vì mình ngồi kế cái tủ lạnh đó nên nó bị ồ ồ. Cả nhà, cái trái nó còn sống là nó như vậy nè. Để mình ăn thử. Cái trái này không? Thì nó hơi chua một tí. Cái hột thấy thương không? Thôi mình lựa trái chín mình ăn đi cho nó đừng có chua. Nãy giờ ăn mấy cái kia nó hơi chua chua. Cái này đẹp quá nè các bạn, cái thịt nó trắng đẹp ha. Thỉnh thoảng cả nhà tới cái mùa mà trái dải nó rẻ đó thì mình mua về 4-5 bịch vậy nè, cái mình gỡ ra hết, cái mình để vô cái ly á, cái mình để nước đá vô ăn ngon. Cũng như là trái dải hoặc là trái nho hay trái nhãn, cái tí tí gì đó cái mình để vô tự ở nhà làm ăn gì nó cũng ngon, giống như ở ngoài tiệm người ta bán vậy đó.
Cái dải nó có nước á, mình ăn mà nó chảy nước ra. Ngon quá cả nhà ơi. Cái hộp của nó các bạn trong cái trái nhãn của mình ha. Mình ăn cái trái này nữa nha các bạn. Ở nhà bên Mỹ có rảnh đi ra chợ mua ăn đi các bạn. Trái cây này ba loại trái cây đều ngon hết á. Có chua, có ngọt. Còn các bạn nào bên Việt Nam đó, mình nghĩ ra siêu thị đó, mua cũng có đó. Các bạn gái nhớ ăn trái cây nhiều nha, cho mình trẻ mãi không có già mà lại có sức khỏe nữa. Mình chúc các bạn cuối tuần vui vẻ hạnh phúc. Bye cả nhà nha.